thời gian qua thành phố con tum đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý quy trình thủ tục tổ chức hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm ô cốp năm 2023, thành phố có 28 sản phẩm của 17 chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân loại sản phẩm ô cốp cấp thành phố. Từ khi triển khai chương trình năm 2020 đến nay, thành phố tổ chức 6 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm ô cốp cấp thành phố, đã công nhận 77 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Qua triển khai chương trình, các chủ thể có sản phẩm được xếp hạng đạt ô cốp không ngừng đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ô cốp đổi mới logo nhãn hiệu sản phẩm bên cạnh đó thành phố đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp tại các sự kiện chính trị xã hội tham gia các hội trợ thương mại quảng bá trên các sàn thương mại điện tử mạng xã hội để nhiều người tiêu dùng biết đến các sản phẩm mua bán sản phẩm nhiều hơn tăng thu nhập cho các chủ thể và người dân giải quyết việc làm cho người lao động phát triển kinh tế khu vực nông thôn